đã đủ rồi, đùa không sao hết. Ba xe luôn. Em lo được, em lo hết rồi. Ba xe nữa à? Bốn xe nữa. Tụi anh em qua cổ ấy rồi. Thì rất vinh dự cho nhà hàng Sama TV khi được đón tiếp anh em đến từ câu lạc bộ Harley Davidson mọi người nhé. Ngoài ra là anh em từ tập đoàn Bia Camel cũng như là sự trở lại của anh Hải Sama TV sau chuyến đi công tác ở nước ngoài mọi người này. Camel Sava TV máy để ý nhá. Nghe rõ chưa? Em tiếp đây, vừa đây. Đứng lên để hô cho nó to to đi. Đâu anh? Chúng mình tông đổ lên này. Dưới đây này. Cảm ơn nhá. Camel Sava TV máy để ý nhá. Ok. Ôi mà chẳng có nhiệt gì đúng không? Nhiệt chưa? Đúng rồi, kém. Sao? Đâu?
ơn các anh rất nhiều nhá. Tối 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 tối.